Nhật ký hạnh phúc, chương trình truyền hình hướng dẫn những bí quyết chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, y tế thông qua những câu chuyện tình huống hấp dẫn và các lời tư vấn từ những y bác sĩ hàng đầu hiện nay. Điều trị chấn thương cột sống á thì mất khoảng thời gian bao lâu? Cần nghỉ ngơi và nằm tại giường khoảng 2 cho đến 3 tháng. Cha mẹ phải biết được để nhận diện ra được đâu là cái thói quen xấu. Có thể năng tăng cái sức cơ bụng và cơ lưng để cho cái cột sống mình được vững chãi hơn.